tá thở trước những pha xử lý cồng kềnh nhất quả đất. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Vũ Trụ Hài. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau qua những khoảnh khắc thú vị và hài hước nhất. Nếu không có camera quay lại, chắc mọi người sẽ bảo là nói xạo quá. Sẵn sàng chưa nào? Bay thôi! Chị gái thể hiện biệt tài khui bia bằng trăng cho mọi người cùng xem. Chị ơi, chị tạo nét chi rồi giờ bây giờ bay luôn hết cái răng rồi kìa. Tầm này thì chỉ có bác sĩ nhà khoa mới cứu được chị thôi. Hai anh em đi chơi về biết là sẽ có cờ hó ra đón nên nhẹ nhàng ngồi xuống đón. Nào, để xem con chó sẽ thích anh trai hay là em gái hơn nha. Ủa, là sao vậy chó ơi? Sao mà mày phủ vàng quá vậy hả? Làm cho hai anh em quê quá trời quá đất rồi kìa. Người ta hay nói con gái là người tình kiếp trước của ba, quả đâu có sai. Vì vợ chỉ vừa ho một tiếng là anh chồng liền quay lại lườm vợ ngay. Ho như vậy làm công chúa của người ta giật mình thì sao hả? Đúng là mất chồng thiệt rồi bay ơi, bay ơi bay. Anh trai khoe với vợ vừa học được vài chiêu thức võ công, rủ chị vợ tỉ thí ngay lập tức. Chà, cha nội này gan quá ta. Đúng là kết cục của mấy kẻ không biết tự lượng sức mình đó mà. Mày mốt bớt tạo nét với vợ lại nha anh ơi. Anh trai này muốn thể hiện sức mạnh của bản thân nên đã nô đùa với cái thùng nước. Dữ vậy sao anh ơi? Rồi, tới công chuyện luôn nha. Đứng lên và đi dọn nhà liền đi anh. Ra dễ nhiều quá anh chi nè. Wow, anh chú rể này tình cảm quá đi. Lại còn móm cho vợ ăn nữa chứ. Đúng là tinh hoa hội tụ mà. What the hell? Ủa, alo, có cần phải lụm liền như vậy không hả anh? Thì ra chỉ là tạo nét để chụp hình thôi đó hả? Cứ tưởng là ga lăng thế nào không đó. Đi xem show thời trang, anh trai khoái khoái vì được nắm tay chị gái quá là xinh đẹp luôn. Rồi, cái này chắc là trời sinh một cặp luôn quá. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Ôi thôi con rồi, có vợ con kế bên mà anh dám nắm tay của gái ha. Anh cũng thiệt là gan quá đi. Đúng kiểu gặp được người con gái mà mình khoái nhưng bị vợ phát hiện là đây chứ đâu. Thiệt là đắng lòng thanh niên mà. Lại la, có nước rồi đây, mời quý vị thưởng thức. Món nước vừa ngon vừa bổ vừa mát vừa sạch sẽ đây. Trời, anh trai làm hú hồn quá gì. Xém xíu nữa là đi toan luôn ly nước của người ta rồi. Nói chứ nhớ tém cái miệng lại nha anh ơi. Hội chị em phụ nữ mỗi lần mà tụ tập ăn uống thì sẽ như thế này. Quá trời là chụp chẹt rồi mấy chế ơi. Tội nhất là mấy ông anh chắc phải bất lực lắm và cũng khá là quen với cái cảnh này rồi nè. Dành dụm tiền cả năm, cuối cùng chị gái cũng đủ tiền để múc một chiếc iPhone 14 Pro Max tím liệm tìm sim luôn. Chúc mừng chị Nhen, inbox thôi nào. Ôi trời ơi, sao mà đen quá vậy bà chế? Thế này thì ăn cớp luôn rồi, chưa kịp sợ cái điện thoại miếng nào luôn đó. Chỉ cần đoàn kết thì cái gì cũng làm được hết nha anh em. Ok, chuẩn luôn nha. Ok luôn, chuẩn bị cho cái tivi xuống rồi đó, anh em đỡ nha. Ready? 1, 2, 3. Ôi giời, cái này đúng kiểu đoàn kết là chết hết thì có. Cái tivi bể toang thế kia rồi, còn đâu. Ai nói là phụ nữ sướng lắm cơ. Như chị gái này nè, vừa bé con vừa phải phát cái ba lô nặng ở trên lưng kia kìa. Mời đẻ. Thì ra là có anh chồng đi cái bên nhưng mà không hề biết ga lăng với vợ xíu nào, nên là bị chú Hề nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng lại vô cùng thâm sâu. Thiệt là quê, quá là quê à. Rồi, sau khi xem xong những tình huống hài hước bá đạo vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có cười khoái chí, cười đau cả ruột không? Dám chắc là ai cũng thấy thư giãn và lấy lại năng lượng tràn đầy sức sống chứ hả? Nếu các bạn cảm thấy yêu thích Vũ Trụ Hài thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo nha. Chúng mình sẽ đưa cho các bạn những liều thuốc mạnh nhất và bổ ích nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.